Em xin chào cả nhà, xin chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bác yêu hoa lan ạ. Nay em lại mời mọi người những cái giò lan đẹp để mọi người sưu tầm. Và các bác xem video thì cho em xin một nút like, sau là nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé mọi người. Rồi, giò lan đầu tiên là hình không số. Mọi người đã có địa lan ruby chưa ạ? Ruby, ruby đỏ nhé mọi người. Người thật, việc thật, bông đây các bác này. Đẹp chưa, mê ly chưa các bác nhé. Cực kỳ là hấp dẫn. Mùi thơm thì dịu nhẹ, bông thì nở bền nhé các bác nha. Hình không số địa lan ruby, ruby đỏ hình không số 350.000. Bác nào thích ngắm bông thì có luôn nhé các bác nha. Có luôn hình không số 350.000 về ngắm bông luôn cho em nhé mọi người. Và cái bông to này này, xong là đến cái cành này nhé các bác nha. Đấy, bông thì các bác ngắm từ giờ đến Tết luôn mọi người ạ. Hình không số 350.000. Ruby đỏ hình không số 350.000. Tiếp tục hình số 38. Hình số 38 ruby đỏ 350.000. Đấy, cây rất là đẹp. Cành nụ thì dài hàng mét nha các bác nha. Cành nụ dài hàng mét. Bông to, hoa bền và mùi thơm dịu nhẹ. Đây có cái cành này hơi tiếc là nó bị gãy mất đoạn ngọn nha các bác nha. Nhưng không sao, các bác chơi từ cành to, cành ngắn hơn, sau là vẫn còn những cái hoàn toàn là củ tơ thì nó sẽ cho hoa liên tục từ giờ đến Tết nha mọi người nha. Đấy, vẫn còn nụ nha các bác nha, vẫn còn nụ đang nhú. Tính ra là giò này là 3 vòi nụ nha các bác nha, 2 vòi dài, 1 vòi ngắn. Hình số 3, hình số 55, hình số 55 350.000. Hình số 55 350.000. Số lượng không còn nhiều nhé các bác nhé. Số lượng không còn nhiều. Bác nào yêu thích thì chốt ngay nhé mọi người nhé. Hai cành nụ đẹp mê ly. Đẹp mê ly nhé các bác nhé. Đấy, nụ mà như thế này thì các bác em sẽ gửi hàng cho các bác thì nó không bị lo rủi ro bằng những cái cành nụ dài nhé mọi người. Như dù sao chúng em sẽ cố gắng hết sức để giữ bông. Bắt buộc phải giữ bông để cho mọi người ngắm hoa nhé các bác nhé. Hai cành nụ đẹp. Đây là hình số 36, hình số 36 350.000. Hình số 36 350.000. Hình số 37, hình số 37 350.000. Đấy, giò này thì cũng rất là tiếc nó bị gãy mất một cái đầu ngọn đây. Còn bông nụ này, bông này rất là đẹp này các bác này. Và đây vẫn có cuống nụ đang nhú nha các bác nha. Cuống nụ đang nhú đây nè mọi người. Đấy, chơi hoa từ giờ đến Tết chắc là không hết hoa đâu mọi người. Hoàn toàn là thân tơ nha các bác nha. Toàn thân tơ luôn. Chắc là vẫn còn nụ nữa nha mọi người nha. Hình số 37. Hình số 37 350.000. Hình số 37 350.000. Ruby đỏ nha mọi người nha. Tiếp tục hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn hoa tím đậm đẹp nhé mọi người. Đấy, giò này 5 thân kèn. 5 thân kèn nhé các bác nhé. 2 thân to và 3 thân nhỏ hơn một chút nhé mọi người. 5 thân kèn. Hình số 24. Hình số 24 250.000. Hình số 24 250.000. Đấy, cái hoàng thảo kèn thì bông nó đã có thương hiệu rồi nhé mọi người. Cực kỳ đẹp, rất là đẹp luôn nhé mọi người. Hình số 25. Hình số 25 250.000. 3 thân to, giò này 4 thân. 4 thân này nha các bác nha. 3 thân to. Hình số 25 250.000. Hình số 23. Hình số 23 250.000. Giò này 5 thân nha các bác nha. 5 thân kèn. Đấy, cây thì đã thắt ngọn và đang mập thân này các bác này. Thân đang mập nha mọi người. Hình số 23. Hình số 23 250.000. Tiếp tục hình số 39, hình số 39 280.000. Nó là phượng hoàng lửa nhé các bác. Phượng hoàng lửa đây mọi người, cành già đang cho nụ đây này các bác. Đang gai mắt nụ nhé mọi người. Thời điểm này các bác sưu tầm rất là thích hợp luôn này. Hai thân già sẽ cho hoa và mầm tơ rất là đẹp. Đây em gửi mọi người, đây là cái mặt bông ạ. Dạ đây ạ, đây là cái mặt bông của phượng hoàng lửa đây mọi người nhé.
rất là đặc sắc, rất là đẹp đấy các bác, nổi bật nha các bác. Hình số 39, hình số 39 280.000. Đang nụ nhé mọi người, đang gai mắt nụ và rất là sai hoa nhé mọi người. Cây thì thuần đẹp này các bác này. Hình số 39 280.000. Hình số 40. Hình số 40 280.000. Đây. Cành nụ nó đã ra dài rồi này mọi người. Giò này thì 3 thân hoa nhé các bác, 3 thân hoa. Cây thì thuần đẹp. Rồi, các bác về là được ngắm bông luôn nhé các bác nhé. Hình số 40. Hình số 40 280.000. Tiếp tục Phượng Vi Lai Châu. Phượng Vi Lai Châu. Cây rất là mập đẹp nha các bác nha. Rất là mập đẹp. Phượng Vi hình số 4 180.000. Hình số 4 180.000. Cái dòng này thì các bác về trồng ở bờ rào cho em nhé mọi người. Ở đâu cũng thuần được, ở đâu cũng sống được. Chịu nắng nóng, chịu khô hạn cực kỳ tốt nha mọi người. Thân mập đẹp nha mọi người. Hình số 4 180.000. Hình số 4 Phượng Vi 180.000. Một dòng đặc biệt nhé các bác. Nó gọi là đùi gà tròn lá biên trắng này các bác này. Đấy, đùi gà tròn biên trắng. Hàng tấn, hàng tạ, hàng cân thì mới được có duyên thì mới được ki được vài ki để mà sưu tầm thôi nhé mọi người nhá. Đấy, rất là duyên mới có đây các bác này. Đùi gà tròn lá biên trắng hình số 2. Hình số 2 200.000. Hình số 2 200.000. Cây thì đã ấm chậu rất là khỏe rồi nhé các bác nhá. Hình số 2 200.000. Đấy, thân đùi gà này nó rơi ngoài 30 cm này các bác. Đấy, biên trắng này nhé các bác nhá. Hình số 2 3 200.000. Hình số 1, hình số 1 200.000. Rồi thân này cũng ngoài 30 cm nhé các bác nhá. Thân rất là mập đẹp. Đấy, cây thì dễ rất là khỏe nhé mọi người. Hình số 1 200.000, hình số 1 200.000. Tiếp tục vương miện rồng xanh. Vương miện rồng xanh. Hai cành bông quá là đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn nhé mọi người. Và lá thì phát tài đấy. Phát tài biên vàng đấy nhé mọi người. Quá là phê luôn. Vừa chơi hoa vừa chơi lá. Cực kỳ là hay. Hình số 21. Hình số 21 300.000. Hình số 21 300.000. Nghe cái tên cũng rất là hấp dẫn nhé mọi người. Vương miện rồng xanh. Hoa cũng bền nhé các bác. Hoa nở rất là bền. Đấy, hai cành bông, hai cành nụ. Quá là đẹp luôn. Mọi người về là có hoa ngắm nha mọi người. Hình số 21 300.000. Vương miện rồng xanh hình số 22. Hình số 22 200.000. Hình số 22 200.000. Cũng hai cành nụ rất là đẹp. Lá thì biên vàng, phát tài phát lộc đây mọi người nha. Hình số 22 300.000. Hình số 20. Hình số 20 300.000. Đấy, cũng đều là hai cành nụ, hai cành bông và lá phát tài rất là đẹp. Đấy, mọi người. Quá là đẹp luôn. Hình số 20, hình số 20 300.000. Mọi người nhìn cái giò lan có thấy rực rỡ chưa mọi người? Có thấy là đẹp chưa, hấp dẫn chưa? Nó là tiểu kim long, hình số 27, hình số 27 300.000. Tiểu kim long lá phát tài nhé mọi người. Phát tài phát lộc đây mọi người. Cực kỳ hấp dẫn này các bác ạ. Quá là đẹp luôn này mọi người. Đấy. Mỗi lá nào cũng nhìn cũng rất là đẹp nhé mọi người. Đấy. Chơi lá các bác ạ. Hoa thì nở tết mọi người. Hình số 27 tiểu kim long 300.000. Hình số 27 300.000. Đấy. Phát tài phát lộc nhé các bác nhé. Hình số 26. Hình số 26 300.000. Có hai giò này em, có hai giò để mọi người lựa chọn thôi nhé các bác. Hàng cũng không còn nhiều đâu nhé. Bác nào yêu thích cái dòng đột biến lá phát tài như thế này thì lựa chọn ngay nhé các bác. Hình số 26 tiểu kim long 300.000. Ôi, hoàng thảo kim thoa. Hoàng thảo kim thoa của người dân nhé các bác, của người dân. Hoàng thảo kim thoa hình số 34. Hình số 34 150.000. Hình số 34 150.000 của người dân này mọi người này. Đấy. Hình số 34 150.000.
Tiếp tục hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh. Đây, một cái đặc sản, một cái mặt bông đặc sản của Lai Châu nhé mọi người, đặc sản của Lai Châu. Hoa chơi Tết. Hình số 7 250.000, hình số 7 250.000. Đấy, một giò duy nhất thôi nhé các bác. Và hàng là mới ghép mọi người về chơi hoa Tết sau là cây sẽ thuần cây sau nhé các bác nhá. Đấy, toàn thân hoa hết lên mọi người nhá, toàn thân hoa. Hơn chục thân hoa. Đây là hình số 7 250.000, hình số 7 250.000. Dòng này thì đã chơi năm nay là sang năm sẽ nghiện luôn nhé các bác nha. Hoa thì cực kỳ đẹp luôn, đặc sản của Lai Châu. Hình số 7 250.000. Hoàng thảo vôi hình số 5 180.000. Hoàng thảo vôi hình số 5 180.000. Thân mập nhé mọi người, thân mập đây. Hoàng thảo vôi hình số 5 180.000, cây thuần rất lâu rồi này mọi người. Đấy, giá thể trong rêu hết lên rồi nhé mọi người. Hình số 6 hoàng thảo vôi, hình số 6 250.000. Giò to chưa các bác? Dày thân nhé mọi người. Cực kỳ là dày thân, toàn thân mập, thân đẹp. Đấy, cây cũng thuần rất là lâu rồi nhé mọi người. Hoàng thảo vôi hình số 6 250.000, một giò to, dày thân, đẹp nhé các bác nhá. Tiếp tục giả hạc Hawaii, hình số 13, 180.000, 4 thân mọi người. Hai cái thân dài này chắc là phải rơi đến ngoài 1,5 m nha mọi người, ngoài 1,5 m. Đấy, hoa nở đồng loạt thì một cái cành 1,5 m như thế này thì quá là phê rồi. Đấy, 4 cành nha mọi người. Giả hạc Hawaii hình số 13, 180.000, hình số 13, 180.000. Tiếp tục kiều vàng Lai Châu, cây thuần đẹp rồi nhé mọi người, dày mầm tơ. Đây, bộ rễ nó ôm hết cái, đi khắp cái chậu nhựa này rồi các bác này. Đấy, rất là dày thân tơ nhé mọi người. Một giò sung xuê thân lá. Hình số 18 230.000, hình số 18 kiều vàng Lai Châu 230.000. Hình số 19 250.000, hình số 19 250.000. Toàn thân tơ nhé mọi người, thân tơ cứng cáp khỏe khoắn nhé các bác nha. Hình số 19 250.000. Tiếp tục vũ nữ cá mập, hình số 30 220.000. Đấy, hai cành hoa này mọi người, hai cành hoa nhé mọi người nhá. Vũ nữ cá mập. Hai bông này mọi người, thân lá rất là đẹp. Đây em gửi mọi người, đây ngắm cái mặt bông. Đây các bác, mặt bông của vũ nữ cá mập nha mọi người. Nó thuộc vào cái dòng, tức là vũ loài vũ nữ này, cho hoa to đẹp nha mọi người. Và hoa rất là thơm, nói chung là thơm nhất trong các dòng vũ nữ nha mọi người, thơm nhất luôn. Đấy, bông rất là đặc sắc nha mọi người. Hình số 30 220.000, hình số 30 220.000. Hai cành hoa nhé mọi người nhé, hai cành hoa. Đấy, lá rất là đẹp, hoàn toàn là củ tơ nhé các bác. Hoàn toàn là củ tơ hết và vẫn là được tiếp tục cho hoa thêm đấy nhé mọi người. Mới có hai cành hoa. Mọi người có thể là chơi hoa đến Tết luôn đấy mọi người. Vẫn còn lên nụ. Đây là hình số 28 vũ nữ 220.000. Vũ nữ cá mập 220.000, hình số 28. Ơi giò này. Giò này ba cành hoa nhé mọi người, ba cành hoa này đấy, một nụ nhỏ và hai nụ dài nhé mọi người. Hai nụ dài, ba cành hoa. Hình số 28 220.000. Hình số 28 220.000. Hình số 29 220.000. Đấy mọi người, củ nó dày không? Đúng ạ. Giò này cũng ba nhé các bác. Cũng ba cuống nụ này mọi người. Đấy, cũng ba cuống nụ. Và những cái củ tơ này thì chắc chắn là nó sẽ vẫn tiếp tục cho hoa tiếp này. Mọi người chơi hoa đến Tết nha các bác nha. Đây là hình số 29, hình số 29 220.000. Ba cành hoa nhé mọi người, quá tuyệt vời.
Tiếp tục, đuôi cáo Lai Châu. Đuôi cáo Lai Châu, thuần đẹp nha các bác. Thuần đẹp, bốn thân cáo. Bốn thân cáo. Đấy, cáo Lai Châu, thuần đẹp, bốn thân cáo. Hình số 17, 220.000. Hình số 17, 220.000. Đấy. Nguyên hai cái thân thẳng đứng lá chỉ thiên này nó đã giá trị rồi nha mọi người nha. Đây là hình số 17, 220.000. Cáo Lai Châu hình số 16, 250.000. Trời ạ. Giò này toàn thân to lá xếp đẹp nha mọi người. Bốn thân. Đấy. Thân to lá xếp đẹp, lá ngắn chỉ thiên nha mọi người nha. Hình số 16 250.000. Hình số 16 250.000. Đấy, về các bác sang một cái chậu gỗ. Chậu gỗ thì giá trị cây nó sẽ lên rất là cao nha mọi người nhé. Rất là đẹp đấy mọi người. Hình số 16 250.000. Tiếp tục kiều vuông. Kiều vuông Lộc Bắc, hoa chơi Tết nha mọi người. Đây, thân già cho hoa nha các bác nha. Các thân già cho hoa này mọi người. Và thân tơ vẫn còn rất nhiều đây nha các bác nha. Rất là dày thân tơ. Đây là hình số 33. Hình số 33, 200.000. Kiều vuông Lộc Bắc, hình số 33, 200.000. Hình số 32. Hình số 32 cũng 200.000. Đấy, một giò rất là dày thân, xum xuê. Và thân già cũng nhiều, thân tơ cũng nhiều nhé mọi người. Để mầm gốc liên tục nhé các bác nhá. Đấy, mới như chả mới khi tí thì thành giò to luôn đâu nhé mọi người. Hình số 32, 200.000. Hình số 32, 200.000. Tiếp tục đen dô xuân. Đen dô xuân hoa chơi ngày Tết nhé mọi người. Hoa chơi Tết Nguyên Đán này các bác ạ. Thân mập, thân đẹp, thân dài nhé mọi người. Hình số 14, 220.000. Hình số 14 đen dô xuân, 220.000. Hoa nở Tết mọi người nhá. Hình số 15. Hình số 15, 220.000. Đấy, đen dô xuân. Đến thời điểm là cây nó bắt đầu xuống lá rồi nha mọi người. Có thỉnh thoảng là đã có cái nụ bói rồi đấy nha mọi người nhá. Hình số 15, 220.000. Đen dô xuân, toàn thân to, thân dài 5-60cm nhé mọi người nhé. Tiếp tục Phượng Vĩ Đà Lạt. Phượng Vĩ Đà Lạt một mặt bông rất là đẹp nha các bác. Một mặt bông xuất sắc của Đà Lạt. Đấy, rất là dày thân và thân dài gần mét luôn nhé mọi người. Cây thuần đẹp 52 nhé mọi người nhé. Phượng Vĩ Đà Lạt hình số 12, 280.000. Hình số 12, 280.000. Đấy, một mặt bông của xuất xứ Đà Lạt đây, cực kỳ đẹp nhé mọi người. Dày thân, thân dài hàng mét nhé mọi người nhé. Tiếp tục Long Tu Xuân. Long Tu Xuân hoa chơi Tết nhé các bác nhé. Hoa chơi Tết. Đấy, rất là dày thân, cây thuần đẹp. Hình số 10, 200.000. Long Tu Xuân hình số 10, 200.000. Hình số 11, Long Tu Xuân hình số 11, 200.000. Đấy, dày thân, thân dài nhé các bác nhá. Hình số 11, 200.000. Long Tu Xuân. Tiếp tục Sơn Thủy Tiên Lai Châu. Hình số 9, 220.000. Củ to bằng củ tay luôn nhé mọi người nhé. Củ to vật vã luôn. Quá là đẹp luôn. Một giò rất là dày thân, cây thuần đẹp. Đấy, toàn củ to. Đây là hình số 9, 220.000. Hình số 9, 220.000. Hình số 8, Sơn Thủy Tiên 220.000. Ở đâu cũng sống được, ai cũng thuần được nhé mọi người nhé. Rất là dày thân, toàn củ to nhé mọi người. Rất là dày thân đấy ạ. Hình số 8, 220.000. Sơn Thủy Tiên Lai Châu hình số 8, 220.000. Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc. Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc, cây thuần đẹp này mọi người. Nhìn cái giò rất là ưng ý nha mọi người. Đây, thân tơ, thân hoa đây. Đây. Nó căng tròn và hình như một cái sầu chuỗi rồi nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp. Hình số 35, 230.000.
Hoàng thảo chuối ngọc hình số 35 230.000. Hoa nở Tết và còn duy nhất một giò ngày hôm nay thôi nhé mọi người. Quá là đẹp luôn ạ. Đã vừa rồi là cái giò lan cuối của cái video ngày hôm nay thì em xin kết thúc video tại đây. Rất mong được sự ủng hộ của toàn bộ cô chú, anh chị và các bác. Và chúc cho mọi người một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ. Rồi em xin cảm ơn ạ.